Hôm nay rau gội đầu gì à? Từ hôm chị làm nám hôm bao nhiêu này? Hôm 19 tháng hôm 19 tháng 4, hôm nay là 19 tháng 5, hôm nay là được 40 ngày rồi. Khi mà hôm mà chị đến làm nám thì em có cho dao chị và chị đã nhìn thấy rằng cái da của mình nó rất là yếu và nó rất là nhiều cọc đúng không? Mà kể cả là màu da với lại là da nó đỏ hết lên. Thế nhưng hôm nay được 40 ngày sau khi làm da rồi thì chị thấy da của chị như nào? Chị đỡ đỏ, em thấy đẹp hơn, sáng hơn, thấy mọi người bảo cũng sáng hơn. Thế như chị đến cơ quan đấy là khi mà chị đi về nhà ấy, thì khi mà chị làm nám ở bên em thì mọi người có biết là chị điều trị da không? Có Có biết là khi mà tại vì là tại vì mình chị nói chuyện à tại vì là chị nói chuyện với mọi người thì khi mà chị làm thì chị mọi người có bị bong tróc xương đỏ không? không 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 bong tróc gì hết. Không bong tróc xương đỏ. Mới đầu bôi thuốc ấy thì nó cũng kiểu như là bị trầm da xuống, đúng nó không? bị đẩy đẩy nám lên. Đúng không? Thì em cũng bảo khi mà làm thì em cũng bảo với mình là sau 3 ngày kỹ thuật thì bắt đầu là cái da nó sẽ sậm xuống khoảng tầm 1 tông mà đúng không? Nhưng mà khi mà chị không nói chuyện với em là chị điều trị nám thì không hề ai biết là chị điều trị nám đúng không? Đấy. Khi nhà em làm thì em cũng ngay từ đầu tiên mà nói chuyện với chị là khi mà chị không bảo mọi người làm nám thì mọi người không hề biết là chị làm nám da, nữa sau 3 ngày thì cái da của mình nó cũng sẽ trầm hơn một chút và bắt đầu từ ngày thứ 10 trở đi thì da của mình nó đã bắt đầu nó hết bị trầm da và bắt đầu từ ngày thứ 15 là da của mình nó sáng lên theo từng ngày rồi đúng không? Như em khi mà em soi da và em cam kết với chị là sau 40 ngày à quên sau 70 ngày em sẽ giải liệu trình da cho chị đúng không? Bây giờ là được 40 ngày rồi. Cho nên là khi mà lúc nãy chị bảo em là cái da của mình rất là sáng và rất là mịn, còn một cái lỗ chân lông nó hơi to một chút thôi. Thì sau bắt đầu khi mà càng ngày chị càng môi chị càng thấy da của chị nó càng đẹp và càng mịn, còn là cái lỗ chân lông nó càng thu nhỏ. Thì sau 70 ngày nữa thì em sẽ à không mất sau không phải là 40 ngày rồi, sau 30 ngày nữa là em sẽ giảm liệu trình da cho chị. Cái lông đấy đẹp thì giới thiệu khách cho nhà em nhé. Ok. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhé. Khi mà mình làm ấy kể cả sau này ấy, nhưng lúc đầu em cũng tư vấn với chị là cái khi mà mình đã đẹp rồi ấy, thì mình nên duy trì của em nhé để càng ngày da của mình càng đẹp lên. Ôi, mới đầu bôi cái đấy nó mẩn lên chị cũng sợ lắm. Xong rồi bôi 1-2 ngày nó quen ấy. Quen da thì nó độ sáng lên. Khi lúc mà soi da thì em cũng bảo là cái da của mình nó nhiều cọc và nó hơi nát một chút, thì khi mà chị uống da nó làm